Ok, xin chào các bạn, và ngày hôm nay thì sẽ không có cái sản phẩm nào để mình review cả, bởi vì ngày hôm nay thì mình sẽ tặng rất nhiều quà tặng cho các bạn, bởi vì đây là một cái giveaway để chào mừng 40.000 sub của kênh YouTube Anphat. Và quà tặng đó là quà tặng như thế nào thì các bạn hãy xem đi nhá, mình sẽ lấy ra đây. Đấy, và bây giờ thì chúng ta đã có quà tặng ở trên bàn rồi, và hãy cùng tìm hiểu xem là những cái quà tặng này nó là những cái gì nhá. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy một cái cục đen xì đang để ở đây. Đây là một cái nguồn, và các bạn có thể thấy đây là một cái nguồn 420W nếu mà bạn nào tinh mắt. Với một cái nguồn 420W này thì chúng ta sẽ có thể chạy được một cái bộ máy sử dụng là chip i5-8004 cộng với lại là một cái cặp đồ họa là GTX 1050. Như thế thì chúng ta có thể thoải mái về cái việc là nguồn của nó. Và đây là một cái nguồn từ nhà cung cấp là Acebel. Đây là một cái nguồn khá là tốt và cũng thuộc dạng là giá rẻ phổ thông ở chỗ ở Anphat. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm những cái giải khác, đó chính là một cái ổ SSD 120GB từ nhà Kingston. Thì một cái ổ SSD 120GB này thì sẽ giúp bạn rất là nhiều việc. Nếu như mà cái máy của các bạn chưa có ổ SSD thì nó sẽ giúp cho các bạn có tốc độ khởi động máy nhanh hơn, rồi là chơi game nhanh hơn, và cũng như là đa nhiệm tốt hơn với một cái ổ SSD. Các bạn tin mình đi, bởi vì cắm cái ổ SSD này vào thì nó sẽ cho các bạn những trải nghiệm tốt hơn nhiều so với ổ HDD, mà đây chúng ta cũng đã nói qua một cái video rồi. Và cái SSD này sẽ được kết nối với lại là máy tính của bạn qua cổng SATA 3. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có những cái USB ở đây, nó là USB 16GB của Kingston. Thì với một cái USB 16GB, chúng ta sẽ có thể copy được nhiều tài liệu hơn, cũng như là chúng ta sẽ copy được nhiều bộ phim hơn nếu như mà chúng ta đang cần. Và đó là toàn bộ giải thưởng của chúng ta. Chúng ta sẽ có một giải nhất là một chiếc SSD Kingston 120GB trị giá khoảng 1 triệu đồng. Và bây giờ thì hình như đang được giảm giá rồi, mình không biết. Và một cái nguồn trị giá khoảng là 750.000. Và tiếp theo là một 3 chiếc USB là cho giải 3. Và các bạn muốn nhận được phần quà như thế nào thì cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có một cái giveaway bằng cách là bước 1, các bạn hãy subscribe cũng như là like cái fanpage của chúng tôi, cũng như là quan trọng là kênh YouTube của chúng tôi, các bạn hãy chắc chắn là subscribe nó đi nhá. Bước thứ hai, các bạn hãy bấm vào đường link ở phần top comment mà chúng tôi sẽ để ở đó. Các bạn hãy vào cái post đó và các bạn hãy chia sẻ ở trên trang cá nhân của mình và tag tên của ba người bạn các bạn vào. Sau đó hãy comment một số, có 3 chữ số mà các bạn cho là may mắn nhất để các bạn có thể nhận được quà. Và nhận được quà bằng kiểu gì thì chúng tôi sẽ lấy kết quả xổ số vào ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 10 để đối chiếu xem là bạn nào sẽ có 3 số trùng với 3 số cuối của kết quả xổ số ngày hôm đó, thì các bạn sẽ nhận được một phần thưởng. Các bạn đừng lo về tỷ lệ trúng thưởng của các bạn sẽ khó như đánh đề, bởi vì là các bạn comment đi và mình sẽ lấy những cái kết quả gần nhất, chính xác nhất đối với lại là cái kết quả xổ số ngày hôm đấy. Và sẽ có một bạn chính xác nhất thì sẽ được một chiếc ổ cứng SSD, đó là giải nhất. Giải nhì chúng ta sẽ là một cái nguồn Acebel. Và ba giải khuyến khích của chúng ta sẽ là ba cái USB 16GB. Vâng, đó chính là thể thức và mình đã cho hiện ở đây rồi. Các bạn hãy đọc kỹ và làm theo. Hy vọng là tôi sẽ sớm lại gặp được các bạn ở văn phòng của Anphat sau khi mà chúng tôi sẽ nhận được thông tin trúng giải. Hy vọng là các bạn sẽ vẫn yêu quý kênh Anphat và cùng đồng hành cùng tôi trong các chặng đường sắp tới. Đây là chặng 40.000 sub, hy vọng là 50.000 sub, 60.000 sub và 100.000 sub sẽ nhanh đến trong năm nay. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và cũng như là ủng hộ của chúng tôi suốt thời gian qua. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.